vừa bốc xuống xe thì gặp ngay các bạn nở một nụ cười tươi thắm và đồng thời giơ tay nhảy theo cái bài hát là Sếp Em Number One. Mai cảm thấy rất là vui mừng và hạnh phúc á, vì được các bà con dành những tình cảm yêu quý cho mình. Nói thật là lúc đầu mình cứ nghĩ là các bà con á tập trung tại đây chủ yếu để mà chiêm ngưỡng cái dàn siêu xe siêu sang cũng như là con diều đạt kỷ lục thôi. Nhưng mà một điều làm mình vô cùng bất ngờ, không chỉ là các chị em thích làm đẹp và các cái chị em đã làm đẹp tại Manisa rồi mới yêu quý mình, thậm chí trên thực tế là các bạn nhỏ và thanh thiếu niên á đều dành những cái tình cảm cho vợ chồng Mai Khánh. Thật sự rất là cảm ơn các bạn nhiều nhiều luôn á, vì đây cũng là một món quà tinh thần mà tạo động lực cho hai vợ chồng. Phát là 500 phần quà và hàng ngàn suất ăn cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn dưới cái nắng oi bức của cái Bình Thuận mà không hề biết mỏi mệt luôn á, vẫn tràn đầy năng lượng. Lúc này á thì vẫn có thể là cùng với các anh em á thả những con diều to lớn mang tên là Marisa. Vợ chồng Mai Khánh á là một con diều rất là khổng lồ với cái chiều dài và chiều rộng là 38x23, tổng cái diện tích là lên tới 800m2, và đây cũng là con diều lớn nhất Việt Nam á ở thời điểm hiện tại. Con diều này á ngoài ấn tượng bởi sự khổng lồ to lớn của nó thì còn thể hiện được cái tình yêu thương đất nước của con người Việt Nam, vừa thể hiện được với cái ước mong á là chung tay góp sức ươm mầm cho thế hệ tương lai. Đó là một trong những lý do là ngay trung tâm ở con diều là có dòng chữ là tôi yêu Việt Nam và chấp cánh ước mơ, cùng với cái bản đồ hình chữ S rất là to và hai bên á là hình hai con chim hạc trong cái tư thế là vươn mình sải cánh bay cao ôm lấy chủ quyền biển đảo, tượng trưng cho con người Việt Nam dù chất phác thập thà nhưng mà luôn tư thế là ngẩng cao đầu, không ngại khó khăn và luôn biết vượt qua cả cái nghịch cảnh. Đặc biệt là biểu tượng cầu vồng á sáng chói giữa cái nền trời xanh thể hiện cho ước mơ hy vọng của các em học sinh cùng là thế hệ mầm non tương lai của đất nước mà vợ chồng Mai Khánh muốn chấp cánh. Và lúc này thì các anh em bạn bè diều hành gần 100 chiếc siêu xe siêu sang từ cung đường Phan Thiết Bảo Tràng. Sau khi mà chương trình diều hành xong thì bây giờ cái chương trình edit siêu xe trong cái khuôn khổ và chương trình này được cấp phép rồi nha. Và các bà con á thì tập trung vây kín xung quanh để mà xem biểu diễn. Chương trình này được truyền hình trực tiếp trên đài VTV và đài phát thanh của Bình Thuận. Và khi MC mời người tham gia cùng biểu diễn á thì Mai và con gái Mỹ Duyên là cùng tham gia luôn. Nhiều bạn hỏi là chương trình này có ý nghĩa gì thì Mai cũng xin chia sẻ như sau. Thứ nhất là vợ chồng Mai Khánh cùng muốn lan tỏa và cổ vũ là một cái năm du lịch quốc gia Bình Thuận hồi tuổi xanh. Và thứ hai là chấp cánh ước mơ cho các em nhỏ. Và ý nghĩa trên con diều của Marisa đã nói trên rồi. Chương trình này thật sự là một chương trình mang tầm quốc gia, một sân chơi phí lợi nhuận và ý nghĩa rất là nhân văn nha. Và để thực hiện được chương trình này thì đầu tiên Mai cảm ơn tất cả ban lãnh đạo địa phương cùng với tất cả các anh em trong hội siêu xe siêu sang, các anh em trong hội mô tô, và đặc biệt đó, Mai cũng muốn cảm ơn tất cả các cái đơn vị đồng hành đã góp công góp sức với vợ chồng Mai Khánh để cho một cái chương trình diễn ra thành công và tốt đẹp. Một lần nữa vợ chồng Mai Khánh xin cảm ơn ạ.